lên alo một hai hai alo một alo lên một hai hai alo một. Vâng, bộ mic không dây V98 thì các bạn có thể ra ngoài đường cách khoảng 200m cũng có thể nó bắt sóng được các bạn nhé. Vâng, xin chào các bác yêu âm thanh trên toàn quốc nhá. Hiện tại đúng kỹ thuật GK đang trên đường xuống nhà chú Tâm, chú ở thôn Chi Long, xã Ngọc Long, huyện Chương Mỹ, Hưng Yên, để thi công lắp đặt cho chú là một combo loa 938, một con 7X22 Pro và một mic 321. Mời bác cùng đồng hành cùng em và Mr. Dũng để tiếp tục xuống Hưng Yên nhá. Vâng, xin chào quý vị. Hiện tại anh em kỹ thuật GK đang có mặt tại nhà chú Tâm, thôn Chi Long, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vâng, đây là bên ngoài không gian nhà chủ Long. Vâng, trước cổng thì có dàn hoa giấy rất là đẹp. Vâng, bây giờ thì mời anh em yêu âm thanh trên cả nước theo chân anh em kỹ thuật GK tham quan nhà chủ Tâm, cũng như là thưởng thức âm thanh phát ra từ bộ dàn karaoke gồm một đôi loa WeWood V98 cục đẩy liền vang X2 Pro, bộ mic cao cấp không dây V321. Vâng, hiện tại thì các bác hàng xóm đang sang để tham khảo cũng như là thưởng thức cái dàn loa, bộ dàn karaoke. Vâng, cháu chào bà. Vâng, trẻ con nghịch vậy bạn. Vâng, đây là đàn của chú Tâm, chú đã dùng trước đây. Nhưng sau khi qua showroom GK Audio thì chú đã không đắn đo và chụp ngay cho mình bộ dàn karaoke V938. Còn bên trong thì Mr. Tuấn kỹ thuật của GK đang set up bộ dàn karaoke. 1 2 2 lên 1 2 alo 1 2. Thank you.
Yeah.